Xin chào các bạn, tôi đang ở gian hàng Chery. Chery là một trong những hãng xe Trung Quốc đang mong muốn vào thị trường Việt Nam. Và Chery ở Trung Quốc thì các bạn có thể biết được là có rất nhiều hãng xe, thương hiệu xe. Và Chery cũng là một hãng xe cũng được ra đời cũng khá là lâu rồi. Tuy nhiên thì họ ở trong nước thì họ không được đánh giá quá cao. Tuy nhiên nhưng với thị trường quốc tế thì có thể nói rằng Chery là thương hiệu Trung Quốc có lượng xuất khẩu lớn nhất. Có nghĩa là họ quan tâm đến thị trường nước ngoài nhiều hơn. Và với thị trường Việt Nam thì tôi nghĩ rằng sắp tới họ sẽ đem cái mẫu xe này tôi đang quay cho các bạn đây. Mẫu xe này đó chính là mẫu Tiggo 7 Plus. Nhưng mà đây là bản PHEV, gọi là bản Plug-in Hybrid. Còn về Việt Nam thì tôi không biết rằng là họ sẽ mang mẫu xe nào. Tuy nhiên tôi sẽ giới thiệu các bạn về mẫu xe này trong triển lãm của Thượng Hải Motor Show. Mẫu xe này thì theo nhà sản xuất công bố là nó là một mẫu xe PHEV có chiều dài là 4m53, bề rộng là khoảng 1m86, 1m87 và sử dụng động cơ 1.5 lít tăng áp cộng với động cơ điện. Tổng công suất thì nó cũng cho lên khoảng trên 200 mã lực. Và lực kéo thì đương nhiên các bạn biết rồi là nó là động cơ điện, cho nên có động cơ điện cho nên nó sẽ rất là mạnh. Về mặt cảm quan thiết kế bên ngoài thì các bạn có thể thấy rằng nó khá là đẹp, với một cái lưới tản nhiệt cỡ lớn. Cam 360 thì đương nhiên có rồi, vì ở Trung Quốc nếu mà không có cam 360 thì nó nghe có kiểu thiếu gì đó. Thứ mà tôi cảm nhận được đó chính là việc mà không có bất kỳ một cái cảm giác về sự cóp nhặt gì. Bởi Chery ngày xưa là một hãng xe có thiết kế không được quá đẹp, nhưng mà bây giờ thì nó lại đẹp rồi luôn. Về bề ngang xe thì nó cũng có tạo được những cái đường gân khá là đẹp. Thiết kế là 4m53 thôi nhưng mà chiếc xe trông cảm giác rất là trường xe và dài. Đấy. Về phần đuôi xe thì các bạn tôi đã quay lại về phần đuôi xe thì các bạn thấy rằng là vẫn là cái gu thiết kế, cái xu hướng thiết kế gần đây của rất nhiều hãng xe Trung Quốc và kể cả các hãng xe thế giới cũng là một cái đèn chạy từ đầu này, từ bên này sang bên kia ở suốt. Và chữ Chery nó nằm chìm ở trong hệ thống đèn này. Đó. Thấy chưa? Các bạn thấy đẹp, nói chung là đẹp. Có cái dáng dấp thì rất giống đèn của Beijing X7 đúng không các bạn? Đó. Bây giờ tôi sẽ tiến vào phía trong nội thất của xe các bạn xem thử. Đó. Một tông màu xanh navy và trắng. Được thiết kế quả chám. Về mặt thị giác đẹp, ghế da mềm xịn. Hàng sau thì gần như phẳng nha, không phải là phẳng hẳn nhưng gần như phẳng. Loa âm thanh thì Sony, các bạn có thể nhìn thấy kia kìa. Có cửa gió sau nhưng mà không thấy có hệ thống sạc sau. Có một cổng sạc sau. Ghế trên thì dạng ghế thể thao với tựa đầu liền vai ghế. Đấy, rất là đẹp. Giờ tôi sẽ ngồi lên trên này. Ngồi vào khoang vị trí ghế lái thì các bạn thấy là về mặt vô lăng nhá. Đây là cảm ứng hết này, có ADAS đàng hoàng nhá. Đấy. Vô lăng đẹp, đi cắt cầm vừa tay. Tiếp nữa là cân số điện tử pha lê. Đây là mode chuyển mode ở trên màn hình này. Có chức năng chạy thuần điện này. Đấy, rất là đẹp. Có sạc không dây, đương nhiên rồi. Những cái này ở Trung Quốc mà không có thì nghe nó buồn cười. Ở trên điều khiển này cũng là cảm ứng hết các bạn nhé.
Về phía màn hình thì đây là màn hình đôi, mỗi cái là 12.3 inch. Đây là màn hình giải trí này, bật lên thêm cả được vào không được, màn hình giải trí hát được 12.3 inch, màn hình trung tâm cũng 12.3 inch. Đấy, trông đẹp, khá đẹp. Và đặc biệt mức giá của chiếc xe này tại thị trường Trung Quốc chỉ là 15 vạn, 15 vạn chỉ có hơn 500 triệu thôi, 525 triệu cho một chiếc xe này. Nếu mà đây là BHEV, nếu mà không phải BHEV nữa thì có thể nó sẽ rẻ hơn nữa. Đương nhiên rồi, cửa sổ trời toàn cảnh panorama các bạn có thể nhìn thấy không? Đó. Với một mẫu xe này có 525 triệu thì quá xịn rồi. Chả có gì để nói nữa, nhưng mà về Việt Nam nếu mà họ bán với mức giá tầm khoảng tầm khoảng độ dưới 700 triệu thì các bạn có mua không? Chắc chắn là mua rồi, đẹp mà. Ok, tạm thời như thế. Các bạn nhớ nhá, Tiago 7 Plus. Đó. Quá đẹp.